Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư ngày 27 tháng 3, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu giải thích phần thứ hai của Kinh Lạy Cha, là phần trình bày với Thiên Chúa những nhu cầu của chúng ta. Giải thích về lời cầu xin đầu tiên, xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Đức Thánh Cha nhắc rằng, lời cầu xin này phát xuất từ thực tế là không có ai có thể tự thỏa mãn, chu cấp cho mình mọi điều. Mỗi ngày chúng ta cần được nuôi dưỡng. Do đó, cơm bánh là lương thực được Chúa quan phòng ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, cơm bánh được ban cho tất cả mọi người. Nó phải được chia sẻ, chứ không phải để sở hữu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đọc lời cầu nguyện này trong sự liên kết với tất cả mọi người, như con của cùng một cha trên trời, nhất là với những người nghèo khổ thiếu thốn, biết chia sẻ cho nhau. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu Kitô giáo không thể chấp nhận sự ích kỷ. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau. Phần thứ hai bắt đầu với một từ ngữ mà tỏa ra hương vị mỗi ngày, đó là bánh. Chúa Giêsu bắt đầu từ một lời cầu xin khẩn thiết, rất giống với lời van nài của một người hành khất. Xin cho chúng con lương thực hàng ngày. Lời cầu xin này xuất phát từ một điều hiển nhiên mà chúng ta lại thường hay quên. Có thể nói là chúng ta không phải là những tạo vật có thể tự cung cấp đầy đủ cho mình, và chúng ta cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Các bản văn kinh thánh chỉ cho chúng ta thấy rằng, đối với nhiều người, cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu được thực hiện từ một yêu cầu. Chúa Giêsu không yêu cầu những lời cầu xin trau chuốt, nhưng là toàn bộ cuộc sống con người, với những vấn đề cụ thể, hàng ngày, có thể trở thành lời cầu nguyện. Trong các sách tin mừng, chúng ta thấy rất nhiều những người hành khất, van xin sự tự do và ơn cứu độ. Một số người xin bánh ăn, một số người xin được chữa lành, số khác xin được thanh tẩy, số khác nữa xin được nhìn thấy, hay cầu xin cho người thân yêu của mình được sống lại. Chúa Giêsu không bao giờ bỏ lơ những lời cầu xin và những đau khổ này. Vì thế, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cầu xin với Chúa Cha ban lương thực hàng ngày. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cầu xin điều này khi liên kết với biết bao nhiêu người mà lời cầu xin của họ là một tiếng kêu than, thường được giữ ở trong lòng cùng với biết bao nhiêu mối lo âu hàng ngày. Biết bao nhiêu người cha, bao nhiêu người mẹ, ngày ngày vẫn lên giường ngủ với nỗi lo lắng rằng ngày mai họ không có đủ lương thực cho con cái của họ. Chúng ta hãy tưởng tượng lời cầu nguyện này không được đọc trong một căn hộ tiện nghi an toàn, nhưng trong sự bấp bênh của một căn phòng, nơi không có những điều kiện cần thiết cho sự sống. Những lời của Chúa Giêsu có một sức mạnh mới. Lời cầu nguyện của Kitô hữu bắt đầu từ sức mạnh này. Nó không phải là một bài tập của sự khổ hạnh, nhưng nó bắt đầu từ một thực tế, từ trái tim và xác thịt của những người sống thiếu thốn, hoặc những người chia sẻ tình trạng của những người không có những điều kiện sống thiết yếu. Ngay cả những nhà huyền bí Kitô giáo vĩ đại nhất cũng không thể coi thường sự đơn giản của câu hỏi này. Thưa Cha, xin ban cho chúng con và cho tất cả, hôm nay có lương thực cần thiết. Và lương thực cũng là nước uống, thuốc men, nhà cửa, công việc, v.v. Đức Thánh Cha tiếp tục bài huấn dụ bằng cách nhấn mạnh rằng, lương thực mà Kitô hữu cầu xin khi cầu nguyện không phải là của con, nhưng là của chúng con. Chúa Giêsu muốn như thế. Chúa dạy chúng ta xin lương thực không chỉ cho chính bản thân mình, nhưng cho toàn thể anh chị em trên thế giới. Nếu chúng ta không cầu nguyện như thế, Kinh Lạy Cha không còn là lời cầu nguyện của Kitô hữu nữa. Nếu Thiên Chúa là cha của chúng ta, làm sao chúng ta có thể hiện diện với người mà lại không nắm tay nhau? Và nếu lương thực mà người ban cho chúng ta lại cướp của nhau, thì làm sao chúng ta có thể nói chúng ta là con cái của người? Lời cầu nguyện này hàm chứa một thái độ cảm thông và liên đới. Trong cơn đói của tôi cảm thấy cơn đói của nhiều người, và khi đó tôi sẽ cầu xin với Thiên Chúa cho đến khi lời cầu xin của họ được Chúa nhận lời. Như thế, Chúa Giêsu dạy cho cộng đoàn của người, cho giáo hội của người, dâng lên Thiên Chúa những nhu cầu của tất cả mọi người. Lạy Cha, tất cả chúng con là con của Cha, xin thương xót chúng con. Chúng ta hãy dừng lại một tí để nghĩ về các trẻ em bị đói. Chúng ta nghĩ đến các em tại các đất nước đang có chiến tranh. Các trẻ em bị đói ở Yemen, ở Syria, ở nhiều nước không có lương thực, ở Nam Sudan. Chúng ta nghĩ về các em và cùng nhau cầu nguyện lớn tiếng, xin Cha cho chúng con lương thực hàng ngày. Đức Thánh Cha đã mời các tín hữu đọc lớn tiếng 3 lần lời cầu xin này. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu.
Lương thực mà chúng ta cầu xin Chúa trong lời cầu nguyện cũng chính là lương thực mà một ngày kia nó sẽ kết án chúng ta. Nó sẽ khiển trách chúng ta khi chúng ta ít có thói quen bẻ bánh ra chia sẻ với những người lân cận. Nó là lương thực được ban cho toàn thể nhân loại, nhưng ngược lại, chỉ có một số ít người được hưởng. Tình yêu thương không thể chấp nhận điều này. Lòng yêu thương của chúng ta không chịu được điều này. Và cả tình yêu Chúa cũng không thể chịu được sự ích kỷ này, sự không chia cơm, xẻ bánh. Một lần kia, có một đám đông đến trước Chúa Giê-xu. Đám đông đang đói khát. Chúa Giê-xu hỏi xem có ai có thứ gì để ăn không. Và người ta tìm thấy chỉ có một em bé sẵn sàng chia sẻ những gì em có, 5 chiếc bánh và 2 con cá. Chúa Giê-xu đã làm cho cử chỉ quảng đại của em được tăng thêm nhiều lần. Em bé đó đã hiểu bài học của Kinh Lạy Cha, đó là lương thực không phải là sở hữu riêng, nhưng là sự quan phòng để chia sẻ với ân sủng của Chúa. Phép lạ thật sự mà ngày hôm đó Chúa Giê-xu đã thực hiện không phải là việc hóa bánh ra nhiều, nhưng chính là sự chia sẻ. Hãy cho những gì anh em có và ta sẽ làm phép lạ. Chính Chúa Giê-xu khi làm cho bánh được hóa ra nhiều đã thực hiện trước cử chỉ dâng 9 người trong bánh thánh thể. Thật sự, chỉ có thánh thể mới có thể thỏa mãn cơn đói vô tận và lòng khao khát Thiên Chúa trong tâm hồn mỗi người và cả trong cuộc tìm kiếm lương thực hàng ngày. Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau hiện diện trong buổi tiếp kiến. Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha cầu chúc rằng Kinh Lạy Cha giúp cho các tín hữu biết cầu xin lương thực cho tất cả, để trong khi tìm kiếm cơm bánh hàng ngày, chúng ta có thể làm chứng rằng chỉ có thánh thể mới có thể làm nguôi đi cơn đói vô hạn và lòng khao khát Thiên Chúa trong tâm hồn của mỗi con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Anh và cầu chúc cho hành trình mùa chay đưa chúng ta đến lễ phục sinh với con tim được thanh tẩy và được canh tâm nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Á Rập. Chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc rằng vào thứ năm 28 tháng 3, một cây sồi của Ba Lan sẽ được trồng trong vườn Vatican như dấu chỉ của những liên kết sống động và chặt chẽ giữa Tòa Thánh và Ba Lan, quốc gia giành được độc lập 100 năm trước đây. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, cái sồi này là dấu chỉ sự dấn thân của Ba Lan trong việc bảo tồn môi trường thiên nhiên. Đức Thánh Cha mời các tín hữu cảm ơn Chúa về món quà tự do và cầu nguyện, để tự do luôn được dùng để phát triển tinh thần, văn hóa và xã hội, và cho sự phát triển toàn diện của mỗi con người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu về sáng kiến 24 giờ dành cho Chúa vào thứ 6 và thứ 7 này. Đức Thánh Cha nói, thứ 6 vào lúc 17 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô, tôi sẽ cử hành nghi thức thống hối. Thật là ý nghĩa biết bao nếu trong dịp này, các nhà thờ của chúng ta cũng mở cửa lâu hơn để cầu xin lòng thương xót của Chúa và đón nhận nó trong bí tích hòa giải. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Ý. Ngài cầu chúc cho cuộc hành hương viếng mộ các thánh tông đồ là cơ hội cho tất cả mọi người lớn lên trong tình yêu đối với Thiên Chúa và để cho mình được biến đổi nhờ ân sủng của Người, là điều mạnh mẽ hơn bất cứ tội lỗi nào. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Pater Noster, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et sopruncus in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.